Tôi ở các cháu thì sinh sống ở Quảng Ninh, tôi thì lại ở Yên Phú, quê gốc thì lại ở Tiền Hải. Của Thái Bình à? Thái Lộ ạ. Nhưng mà giờ ở Quảng Ninh rồi. Thế cô gọi con cháu của anh ấy? À gọi con cháu, cháu nó thấp lắm, nó lùn bình kẹt. Không sao. Trường ơi! Dạ. Có ai nó cao lắm. Đứng dậy đi cho nó nhanh. Vâng. Ngồi trên đây cứ lê lê, mày gãy chân à? Xem ghi âm của bác. Hai vợ chồng vẫn khỏe chứ? Tạm tạm. Mẹ mày câm hầu ta cỏ rồi. Chào. Mày thấy có sướng không? Khổ lắm. Sung sướng cái gì? Anh em chúng mày tan cửa lát nhà hết rồi. Buồn lắm con ạ. Thế nên là về đây, từ ngày con xây nhà, vận hạn đổ hết lên đầu nhà mày. Từ đợt mẹ mày chết đến giờ, em dâu mày lại càng đi xem mùa bèn rồi. Yểm linh tinh tung phẹt, xong rồi tung bùa tung các thứ vào mộng. Con nhớ chưa? Thế nên là từ lúc đấy, gia đình nhà con gặp toàn cái chỗ gọi là may mắn. Hết đứa nọ ung thư đến đứa kia ung thư. Hết đứa này u lão thì lại đến cơ u lại u kia. Xong rồi lại u vú u ve cứ đủ thứ trên đời này. Nhà mày có mấy đứa con thì bệnh tật ung thư liên khúc chiều mưa. Khổ không chưa? Nhà con bây giờ sang nhà mới cho mẹ con rồi thì hết chưa? Sang nhà mới thì bỏ được cái bùa với cái vàng trong mồm ra rồi. Vâng. Thoát được cái bây giờ lói được rồi. Vâng. Vâng, chết thì cứ tống vàng vào mõm làm đéo đi. Chúng con có biết đâu. Nên là về nhà đi. Mẹ mày trả về báo mộng ngay cho con nhà mày à? Vâng, nhưng mà trả báo là con ơi. Chú thím mày tống vàng vào mồm bà, bây giờ nuốt không nuốt được, nhà không nhà được, nói không nói được. Dạ về báo cho con gái mày làm trong bệnh viện biết còn gì. Thế nên là về giờ vợ chồng trong khổ. Con nhà mày vừa rồi cũng có chuyển hóa chất rồi. Cái u đấy, gọi là u ở đây này. Thì các cụ đang phục hộ cho nó để hồi phục. Để cho nó cái u của nó biến đi. Cho cháu được khỏe mạnh thêm. Chứ bây giờ bốn đứa con nhà mày đều như thế này. Nguy hiểm quá. Người ta bảo ung thư một đứa thôi. Mẹ chơi ba bốn đứa phải đấy. Bây giờ đúng bốn đứa con nhà mày khó. Hai vợ chồng mày già rồi chỉ cắn rứt lẫn nhau. Sau đó chơi với bạn bè, chơi nhà mày, lại chơi mấy bạn bè. Rồi cuối cùng mới nhờ thầy phù thủy chôn lại chôn răng bừa, chôn ở ấy nhà mày. Sau đó lại hàng xóm láng giềng, nó lại là thầy phù thủy. Nó lại chôn, nó lại yểm nhà mày tiếp vào. Dậu đó bìm nó cứ reo suốt. Thế nên con cái cháu chắc khổ. Mày thấy có buồn không hả trưởng ơi? Có buồn. Bây giờ nghĩ làm thế nào rồi? Bây giờ xem con sang nhà mới cho mẹ con rồi thì vừa rồi con thấy cô có nhìn thấy là mẹ con như thế nào không? Cái đầu mẹ con. Cái đầu thì vẫn còn. Làm sao mà lại nứt vậy? Còn đây là một cái thứ hai. Nói cho vợ chồng mày biết này, mày nhớ cái lâm
năm 2000 bao nhiêu xây nhà? Năm 2011 đến 2010. Mẹ con mất 2010. 2000 mẹ mày chết 2010 thì 2011 là mày xây nhà đúng không? 2010 lúc ấy là đang mẹ mày là không phải ở với vợ chồng mày. Ở với em mày. Mẹ mày vẫn khỏe mạnh ngon này nắng quanh ạ. Vẫn ăn vẫn khỏe. Thế là đùng một cái bảo mẹ bị cảm chết rồi. Cha mẹ ơi, mẹ mày chết. Nên anh em mày không biết gì à? Con ở xa con biết gì rồi, sao gọi điện với em biết. Gọi điện với em biết về, chứ còn lúc con ở... Em dâu mày gọi ai gọi? Em dâu mới này, em trai mà cuối cùng là này không gọi cho con trước mà lại gọi cho người đâu đâu trước. Nên là khổ vậy. Thế cuối cùng nó mới... Ta nói cho mày này này. Mẹ mày là như thế này, nguyên nhân là mẹ mày chết cảm là như thế này. Đang ngồi ăn cơm. Ê, chẳng may thì mẹ mày, trước đây mày biết là mẹ mày cái tính chuyên ngồi sống này ăn cơm. Thì nghèo, đẻ thì nhiều nó giống, có nhớ chưa? Cái này nó giống ông Ngọc vậy thì. Thế thì ngồi ăn cơm thì ngày xưa không kiêng không khen gì. Thế thì ê, ngồi thì con dâu nó ngồi ở đây thì ngồi ăn bát cơm nguội thì cứ ngồi để ăn. Cũng không để ý kiểu già rồi. Vẫn nhớ chưa? Thế nên là già rồi ai thì con dâu ngồi đây đấy thì mẹ chồng cũng ngồi đây thì tránh ra cũng được. Thế chẳng may mẹ con ngồi ăn thế này này. Thế là đít nó lại thở. Con nhớ chưa? Con không ở nhà con. Thế là đi. Ngồi ăn này nó cứ bẹt 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 nó ra hàng tràng ấy. Phải đến mấy chục quả dám nó không hãm được. Thế này ấy, con dâu này càng mắng thì nó lại càng phẹt thở. Thế là nhân tiện nó đằng sau nó có cái chày ở trong cái gầm giường ấy. Ui nó hóa cho một cái vào sọ đây này, thế là nó quay ra. Cảm đấy, cảm cái kiểu đấy. Đúng! Con dâu ria đấy. Nó gõ cho cái vào đầu. Chỗ nào mà mẹ? Thế mày không nhìn vỡ, mày hôm tắm rửa mày không thấy vỡ sọ lão à? Con biết rồi, nhưng con cứ nghĩ là con cũng ấy nấy mà không làm sao mẹ, con không ngã mà cũng không ai đấy mà. Cảm! Đấy là cảm! Cảm mà này vỡ rồi xóa lão. Chuyện nó qua rồi. Tao nói cho mày nghe. Cũng chỉ là quả rắn thôi mà con dâu đánh chết mẹ chồng. Thế thì giờ đây già rồi. Mẹ già rồi. Như cây. Người ta có bài ca là mẹ già như chuối chín cây. Lá nó rơi mẹ rụng. Ê, còn lúc còn trẻ thì mình dựa bố dựa mẹ, lúc bố mẹ già thì dựa các con, thế giờ chẳng cho mẹ dựa thì thôi, thế chỉ vì ba ê cái quả giống, thế giờ già mẹ thì bắt kém, có để ý con dâu ở sau đâu, ý của nó là bà thấy tôi ngồi đấy bà lại bê bát cơm ra đấy ngồi, nhưng thực ra là người già mắt kém không nhìn thấy. Thắng nghe chưa? Thế nên là đây, khi nó sợ mẹ con là về linh thiêng, lập tức vợ chồng nó tống bùa, tống yểm vào mồm ngay. Để cho đây bà bùa bèn chôn tét ấy. Nên là đây có gọi điện cho vợ chồng mày ở Quảng Linh đâu. Thông đó là bây giờ đi. Nó vợ chồng nó thực ra là vợ chồng nó đều biết cả. Con nhớ chưa? Nhưng nói chung là em con không ra gì thì mới thế. Chứ nếu mà như người ta, mày đập vào đầu mẹ tao chết ấy, thì tao giết mày. Mà chứ con về thì không biết. Con nhớ chưa? Thì con về sáng tác thì thấy sọ vỡ. Sọ vỡ? Con không biết là con nhớ chưa? Thế
nên là tao có nói là người ta mới có câu thì ta mới này này ơi mẹ ơi thương mẹ vất vả nuôi con khi con trưởng thành mẹ cho đất cho nhà cho con nay vợ sinh con lúc mẹ già yếu con cho cái trời đúng kệ đúng em con nó làm vậy mẹ thế mà nó còn cứ loanh quanh là chúng con không về kịp nó còn loanh quanh đấy nó cho cái chày vào đầu của nó ngoan cái má mẹ nó nên là vợ chồng mày về nó sợ nè tại sao đầu nó lại để gối đằng ấy đầu mà vợ chồng mày về nó đã gối đầy các bã chè các thứ để cho cái gì gì máu ra không phát hiện con thì cứ nghĩ rằng con nói là các cháu nó bên cái nhà của mẹ lên trên thì sợ ở trong có cái gối sợ là nó thế lên là tao nói cho mày nghe con cái thì con làm cái gì thì làm mẹ thì mắt kém tao nói bây giờ mẹ già rồi mắt làm sao nhìn tinh được như mọi mà mẹ con thì lại hiền cơ chứ bảo nếu mẹ con mà biết ăn nói chua ngoa này hay là gớm ghê này có khi là xỏ con dâu nhưng mà mẹ mà chẳng biết chó ấy. Không quanh năm không nói đến là cả năm có khi nói đến đâu người ta nói nghìn câu mẹ mày chỉ nói đến mười câu hay cỡ là màu muốn làm sao thì làm muốn lệ răng thì răng muốn đèn thì đèn mẹ mày không nói chứ mẹ mày có phải như người ta là quang quang cái mồm ra đâu thế còn đàn bà đẻ thì giống con nhớ chưa thế mà ngày xưa nghèo chiếu không có người ta lạc hậu con nhớ chưa chiếu không có mà giải con nhớ chưa nhà mình ở Tiền Hải Thái Bình nghèo nhất làng nhất xóm con nhớ chưa nên chỉ quanh năm ngồi ăn cơm ngồi sống lên lên đất nhà mình quá nghèo vợ chồng mày đi vùng kinh tế ở ngoài Quảng Ninh lúc đấy nhà mình vẫn còn nhà rách phách lưới con nhớ chưa thế nên là mẹ con nghèo hiền có biết tranh biết cướp của ai đâu thế nên là mẹ con hiền về làm dâu nhà bà nhưng mà chưa bao giờ nó cãi chồng cãi bố mẹ bao giờ nó hiền thì đúng là ngày xưa bà còn sống là mẹ mày cứ đánh ai một tràng giống thì nó giống thế nên chúng tao bảo chỉ quả giống và con dâu nó cho cái chạy thế nên nãy giờ đấy nó loa làng lên là anh chị không về để mẹ chờ đợi anh chị khóc miếu chờ đợi anh chị mà anh chị chưa thèm về đúng các cụ ngồi trên bàn thờ nghe nó cứ lộn hết cả lông lộn lên ngứa tai nghe tốt xong nó khóc ơi mẹ ơi anh chị về rồi mẹ ơi mẹ đợi mà anh chị mới chờ anh mới ở Quảng Ninh về được khi nó khóc lu la làng lên cứ như đúng rồi thế nên người ta bảo rồi gái bí nó mới giảm màu nên vợ mày về nó cứ tíu líu vào cứ nhìn mẹ khóc thôi vợ chồng mày sụt soạt khóc mẹ mày sau đó mẹ mày chết thì anh em nhà mày em dâu mày đã yểm bùa mẹ mày vào mồm vào miệng rồi sau đó mẹ mày về phải đi báo mộng cho con mày biết nhớ chưa bảo là chỉ bỏ thuốc của sư và thôi không có thuốc nào của sư cả về tắm cho mẹ làm sao mà chưa được 4 năm à mới được 4 năm là sau xương hết còn có mỗi 2-3 cái xương sườn là một cái thứ hai ở lại Trần Giang khi vợ mày nó sợ là ác độc nó sợ là anh em phát hiện thì nó mới mang mùa mang bè vào con nhớ chưa lúc còn sống đấy là mẹ mày già rồi làm thì đéo làm được cái giống già này
là cái ngày đấy mày có biết là các cái thạch tín đó. Không biết. Không biết là cái thạch tín là cái gì. Không, cái thạch tín này nó không cho chết ngay. Không màu, không mùi. Không màu, không mùi, không nhìn thấy được. Nó mỗi hôm nó cho tí vào bát cơm. Thế là dần dần ăn, thế là mẹ con là yếu, còn nhớ chưa? Thế nên là lúc mà đây có 3, 5, 4, 5 tắm rửa lên, còn nhớ chưa? Mà bây giờ là tan, chỉ còn riêng chúng ta phải giữ lại cái sỏi lạo. Chúng ta phải giữ cái phần này để nguyên, để sau này được cháu tắm mới biết là con dâu ghẻ vỡ sọ đầu mẹ. Thế còn xương này mới có độ 3, 5, mà xương là mủn hết, bay hết rồi. Con nhớ 45 là xương đang mủn, các cụ giữ kiểu gì cũng phải giữ được cái đầu lâu để cho để đời sau họ hàng người ta biết. Còn xương chân, xương tay với cả xương ống, xương yếc là bánh chè, bánh trũng là không thể giữ được, bởi vì nó cho ăn các cái thuốc ấy đập, con nhớ chưa, nên là nó tiêu hủy xương. Thế nên là về nhà, về cửa những người con dâu đấy thì chỉ có tung xẻo, con nhớ chưa? Thế còn đây là màu cái thứ hai, mình là đàn bà, mình cũng được làm mẹ chồng, rồi mình cũng được ấy làm mẹ vợ, thì đấy mình phải sống tốt, yêu thương chồng, đã chấp nhận lấy chồng, yêu chồng thì phải yêu bố mẹ chồng. Nhưng mà lấy chồng chỉ biết mỗi cái chân giữa của chồng thì cũng chả là cái gì. Rồi hại con, hại cháu. Con nó thôi, cháu nó thôi, chả hại đến ai cả. Sau đó khi chết rồi thì em dâu mày đi mang bùa yểm, nhờ phù thủy về yểm, thì bốn đứa con nhà mày yểm để cho vợ chồng mày, con cái mày chết hết. Thế quá tình bùa của thầy phù thủy cũng làm cho con cái nhà mày bây giờ ung thư hết mẹ rồi. Thì bây giờ tao chỉ có cách là giúp cháu để hồi phục thôi, chứ thực tế ra là ung thư mẹ có rồi, truyền cụ nó cả hóa chất rồi, tức là anh em ruột. Ác quá, con nhớ chưa? Nên tại sao mà tao phải nên sống phải có cái đức, sống phải có cái lương tâm con người. Còn nhà con bị yểm cái răng bừa, sau đó các em con nó mới bảo các con rồi yểm cái răng bừa, chính tay vợ chồng mày không biết gì, chính tay vợ chồng mày đấy, nó đưa cầm cái răng bừa đấy yểm vào trong đất nhà mày, chỗ cửa ra vào cái cổng cũ, con nhớ chưa? Bằng cái răng bừa, đó là răng bùa, đó là yêu tinh đâm xuyên tim gan chúng mày. Thế nên vừa rồi các cụ ở dưới này mới thấy cháu nhà cháu lục đục về, các cháu mới thuê mấy xúc xúc cái bùa, cái răng bừa mà vợ chồng chính tay các cháu cầm đặt xuống ấy, nhưng mà không thấy nữa. Con nhớ chưa? Con nhà thầy, cái răng bừa đấy nhà thầy tài... là cái làm cái lụi bại con cái chúng mày. Chứ con mà bây giờ nhà vợ mày thì bệnh tật, bốn đứa con mày bệnh tật như thế, mày bảo sống thế nào đây? Thế nên là đấy, anh em hại nhau ác quá. Cũng là con, cũng là cháu, vớ được người cháu dâu mà thằng cháu dai sợ vợ, mà để hại anh em ruột thịt bố mẹ mình. Thì người đàn ông đấy người ta gọi là niếm lòng vợ. Mà lấy được một con đàn bà như thế là người ta gọi là con yêu tinh, con phù thủy nó chui vào. Ác quá. Con nhớ chưa? Chứ bây giờ con bảo gì có thời đại nào làm ác như thế này bằng cái thời đại này nhà mình. Sau đó là anh em mày sợ vợ chồng mày với con cái mày Quảng Linh để cho các cháu ăn học đỗ đạt làm y tá bác sĩ, thì nay sợ nhà chúng mày hơn nó.
nó lại làm bùa yểm tiếp cho các cháu chết. Thì tao không biết là người Trần chúng mày sống cái kiểu gì. Những con thì có tâm chả bao giờ nằm điều ác đấy, nhưng bây giờ em là thế thôi, giờ thì đây vợ mày đấy về mà nu loa nói thì vợ mày chết đau chết điếng hại con mày, bây giờ con mày ê, sống dở chết dở, vợ mày nghĩ ngợi nhiều nó như thần kinh, bây giờ nó chỉ có cấu mày, nó cấu mày là vì anh em ông mà con tôi như thế này, nó cấu mày cũng đúng rồi. Con cũng không nói nữa rồi, thôi con cũng biết rồi, con không nói nữa. Nó qua rồi, giờ nói giờ nó chẳng cấu mày, cấu ai? Bây giờ cấu được em mày à? Vâng. Nó bây giờ đấy, thực tế ra là mọi hôm là nó ở nhà. Nó biết là em cháu làm điều ác như thế. Nên là nó toàn bảo, nó kêu là ơi ông trưởng, ơi em ông ác, em ông hại con tôi. Đúng thế. Đúng chuẩn, không chẳng sai chi lại. Thế nên là bây giờ đấy con bây giờ thôi em con ác thế, bây giờ con đẻ ra bốn đứa con rồi, con phải cố gắng nuôi các cháu. Còn con gái nhà mày bây giờ tao cho ngừng ung thư rồi, con nhớ chưa? Nó không gì thằng Hùng thì bây giờ ở đây ung thư lão, nhưng mà gọi là ung thư vỏ màng lão mềm mềm. Tao sẽ đang giúp nó để cho nó sẽ không phát triển và khỏe mạnh để vợ chồng nó sinh con được cái. Còn đấy không được lâu ăn. Còn về nhà em dâu nó xui, nó bảo cho cái lẩy cho cái kia cầm, không được cầm. Mọi lần chúng mày cầm đều là bùa của nó hết. Thế nên là về đi, dỗ mẹ, các cháu cứ thỉnh ra ngoài Quảng Linh mà dỗ. Nhớ chưa? Còn đấy công to việc lớn của họ thì con phải về. Còn đâu là về mà ấy, họ hàng đám cưới, đám cười, đám khóc, người ta mời dỗ tổ là con phải về. Còn đâu là vợ chồng nó mời về ăn cơm là không được ăn. Nhớ chưa? Cũng coi như là cắt tình anh em. Bởi vì mẹ mày nó còn giết, các cháu nó còn hại, thì vợ chồng mày là cái gì? Con nhớ chưa? Không nói làm gì cả. Bao giờ em dâu mày chết, còn em trai mày, nó nghe vợ nó thì mình cứ sống thoang thoảng. Nó gọi điện thì hỏi, hỏi chú khỏe không thế thôi. Mà nó không gọi điện thì thôi. Thôi con là con. Mà muốn về chơi thì vào cái trong rồi. Ngồi chơi lúc thì phát. Thôi thì còn như tao có là bây giờ. Không ở nhà đâu, ở mãi xa. Ở quê thì mình thỉnh ra ngoài rồi. Những con thì ngày dỗ mà chết, con ngày dỗ thì chết con về được không? Thì đấy là tùy ở cháu. Còn đây còn cái thắng đấy tùy ở các cháu. Còn bây giờ phải cứu các cháu. Còn các con nhà mày u ít là tao cũng ngừng cho tạm thời. Cha mẹ ơi, có bốn đứa con, mấy đứa, sáu đứa thì chết hai đời, còn bớt bốn mươi đàn thì cũng ung thư chờ chết, cũng nghĩ khổ lắm cả nhà cụ thôi. Vừa rồi đấy, con nhà mày bây giờ gọi là ung thư da lão. Bây giờ lại còn lắm kiểu ung thư da lão nữa. Thế nên là giờ chúng ta sẽ giúp cho cháu. Giờ tóc nó mọc rồi. Tóc nó mọc mọc nữa, kinh rồi. Tao về tao nhìn cháu nó, thằng Hùng nó làm. Nó làm trên bệnh viện mà tao nhìn nó là bệnh viện ca tao. Cứ tưởng nó ung thư. Xong lại ung thư đéo gì trông kinh lắm. Thư đỡ kinh chứ đây nó đầu nó cặp hếu. Xong mặt mũi da nó cháy đen tay xít rồi. Xong nó đỡ cái mũ lưỡi chai các cụ phát khiếp à. Nhưng mà vẫn phải cứu. Bởi vì con này nó khóc nhiều quá. Thế còn mẹ cháu thì xong xuôi rồi. Màu yên mà đẹp rồi. Tạm thời được cướp cái kinh này. Em mày mẹ cả em dâu mày cái hôm tắm rửa, ơi mẹ ơi, nó khóc.
Các cụ bảo đúng là giả tạo. Giá như ông đạp cho mày xuống hố mày chết bà mày đi. Chị không cần em vừa khóc theo. Dự bố nó khóc giả tạo con ạ. Ơi bu ơi, bu chồng con đã tiếng hà nhà đây ai cơm bưng nước rót 4 năm nay uống. Mẹ bố điêu quá cơ. Ai cơm bưng nước rót cho thạch tín dần dần cho mẹ chết. Con đeo khóc thế nhỉ. Tôi kéo nó chết cho cụ ạ. Tôi cho sống dở chết dở. Chứ cho nó chết ngay thì nó yên phận. Phải cho nó bệnh tật. Con cái nội bạn vợ chồng bảo vệ nhau thì ông cho cả vợ chồng mới biết theo. Loại con dâu đi hại mẹ chồng, bố chồng ác quá. Thế nên là giờ thế thôi. Ông bảo ơi, con lên bầu mẹ con nói là cái hôm sáng cá thì con trai ngồi khóc bảo là hết rút sáng và cho mẹ hứng thì nước cà phê thì mẹ đi mà lấy mà uống. Thế đến lúc đi làm về được tiếng thì người ta gọi về bảo là mẹ mất rồi. Thì hôm đó đấy con chẳng biết là mẹ Úc còn nói hay là từ câu mà chú ấy thân mà chú nói là nó nói nào. Thật là lúc sáng đi làm thì mẹ bảo là cho mẹ hứng nước thì con sợ phê thì mẹ ở đây mà nói. Nói đi không? Nó tự viện. Không, đấy là con dai. Đây là con dai. Con dai khóc cái mà mẹ nó có lúc mà mẹ mày thì nó có cho uống nước béo không mà. Còn con dâu ở nhà nó đập chết mẹ. Là vợ nó đập chết. Thì chú không lấy nước. Chú bảo là nước nó phích mẹ lấy uống. Thì là chú đi làm. Còn có vợ ở nhà nó thôi. Vợ nó đập chết. Các cụ ngồi trên bàn thờ là thấy vợ nó đập chết chứ không phải là chồng nó đập chết. Nói gì phải nói đúng. Thế còn đây thằng này thì thôi không phải buồn tuổi nữa. Mẹ cũng đã chết rồi. Thì thôi thì đi. Con cứ động viên các cháu cho nó ăn uống cho nó khỏe mạnh. Nhớ chưa? Đau thương vợ chồng mày nát. Còn hàng xóm láng giềng của mày nó toàn phù thủy thôi. Thì phải cẩn thận mà con không chơi với cái thằng phù thủy nữa. Các cụ cho cái sức khỏe là được rồi. Mất hết thì còn gì? Con cái gì chữa bệnh chữa tật cho bốn đứa con còn đấy đeo luôn là còn. Thế thôi cứ yên tâm người ta phục họ. Nhớ chưa? Thế rồi từ nay trở đi ông bà cũng ra Quảng Linh ở với vợ chồng mày chắc anh